Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, hiện 18 khách sạn của thành phố vẫn đang cách ly gần 900 khách nhập cảnh theo quy định. Các cơ sở này thường xuyên rà soát khách du lịch về từ vùng dịch, đến lưu trú và thông báo tới Sở Du lịch và chính quyền địa phương để theo dõi. Đối với các điểm du lịch, di tích lịch sử của Hà Nội đang sẵn sàng phòng chống dịch. Các điểm này đang được trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, luôn yêu cầu khách tham quan đeo khẩu trang, đảm bảo giữ khoảng cách. Bên cạnh đó là thực hiện nghiêm túc khai báo y tế. Ngành du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, bố trí khu vực rửa tay, dùng dịch sát khuẩn cho khách du lịch, đeo khẩu trang, bố trí và nhân viên tại đơn vị và thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của khách du lịch. Liên quan đến các di tích, cơ sở tôn giáo, điểm du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng giao Sở Văn hóa và Thể thao Sở Y tế và các quận huyện, thị xã ra soát các phương án phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng để khi thành phố quyết định cho mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp. Riêng đối với lễ hội Chú Hương có số lượng người đi lễ đông và kéo dài đến hết tháng 3. Vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế phối hợp với huyện Mỹ Đức ra soát lại toàn bộ phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và chờ quyết định của thành phố mở cửa trở lại. Cái phương án phòng chống dịch tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo các di tích lịch sử và các địa phương kiểm tra giả soát các nội dung này. Và sau này khi mở cửa thì tôi sẽ giao quyền quyết định là cho chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cũng yêu cầu đến ngày mùng 5 tháng 3, tất cả các đơn vị đến từng quận, huyện phải triển khai việc quét mã QR code để phòng dịch. Các cơ quan vẫn phải tập trung cho công tác phòng chống dịch, không được chủ quan lơ là.